Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 trang 123-126, bài 9 Vì cuộc sống yên bình. Bài đọc 2 Chú Công An. Vầng trăng trên trời vằng vặc soi đường tuần tra đêm nay, những vì sao lấp lánh bay, tinh nghịch đậu vai các chú. Nhà nhà chìm vào giấc ngủ, hoa cau dịu tỏa hương lành, các chú thức cùng đơm đớm qua đêm dài tới bình minh. Ai vắng nhà quên khóa cửa, chú nhắc giữ gìn an ninh. Sớm nào xảy ra tranh cãi, chú đến hòa giải phân minh. Những hộ neo đơn nghèo khó, chú luôn thăm hỏi ân cần. Thanh niên có anh ngỗ ngược, chú gặp khuyên răn tận tình. Cảnh phục tươi như sắc nắng, quân hàm thắm đỏ màu hoa, ai cũng cảm ơn các chú giữ bình yên cho mọi nhà. Phạm Vân Anh. Như vậy chúng ta vừa theo dõi bài thơ. Trong bài thơ có các từ tuần tra là đi để quan sát tình hình nhằm giữ gìn trật tự an ninh, phân minh rõ ràng rành mạch, neo đơn là gia đình rất ít, người có khả năng lao động không biết dựa vào ai, cảnh phục là đồng phục của công an, cảnh sát, quân hàm phù hiệu thể hiện cấp bậc trong quân đội hoặc là công an. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1. Hình ảnh các chú công an tuần tra ban đêm đẹp và cảm động như thế nào? Như vậy hình ảnh các chú công an tuần tra ban đêm đẹp và cảm động vì đi tuần tra đêm có những cái ánh sao đậu trên vai các chú và các chú thức cùng đơm đớm cho nhà nhà ngủ ngon. Tiếp theo câu 2, những việc làm của chú công an ở khổ 3 và 4 thể hiện điều gì? Thì những việc làm của chú công an ở khổ 3 và 4 thể hiện chú công an luôn làm việc hết mình để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Câu 3, các hình ảnh so sánh trong khổ thơ cuối thể hiện tình cảm gì của người dân đối với các chú công an? Các hình ảnh so sánh trong khổ thơ cuối thể hiện tình cảm yêu mến và trân trọng của người dân đối với các chú công an. Câu 4, nêu tình cảm, cảm xúc của em về bài thơ. Thì qua bài thơ em thấy chú công an hiện lên thật đẹp. Chú luôn hết mình vì công việc, thức cho dân ngủ, không quản ngại khó khăn. Từ bài thơ em thấy trân trọng và biết ơn sự hy sinh của những chú công an. Tiếp theo luyện từ và câu kết từ tiếp theo. Một, La Mã nhận xét, các từ in đậm trong những câu sau có tác dụng gì? Các từ này có gì khác với những kết từ mà em đã học ở bài trước? A. Nếu chúng ta chịu khó để ý thì sẽ nhận ra mùa nào cũng có hoa nở chứ không chỉ mùa xuân. Tô Hoài. B. Tuy bốn mùa đều phủ lên mình một màu xanh nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người. Theo thi sảnh. C. Tiếng cười không chỉ đem lại niềm vui cho con người mà còn là một liều thuốc trường sinh. Minh Khôi. D. Vì muốn có cuộc sống yên bình, yên tĩnh thì gần với thiên nhiên hơn, nên ông bà tôi đã rời thành phố về quê. Hạnh Nhi. Như vậy, các em quan sát các câu. Các em đọc kỹ các câu. Ở câu A chúng ta có từ in đậm, nếu thì. Ở câu B là tuy nhưng, câu C là không chỉ mà còn, câu D vì nên. Thì chúng ta thấy các từ in đậm trong những câu trên thì nó có tác dụng là liên kết các từ trong câu. Thì các từ này khác với những kết từ mà em đã học ở bài trước. Ở điểm đây là các cặp kết từ. Tiếp theo hai La Mã bài học. Các từ ngữ trong câu có thể được nói với nhau bằng một cặp kết từ. Các cặp kết từ thường gặp là vì nên, do nên, nhờ mà, nếu thì, thể thì, tuy nhưng, mặc dù nhưng, không những mà còn, không chỉ mà còn. Ba La Mã luyện tập tìm kết từ phù hợp để thay ký hiệu hoa trong mỗi câu sau.
Chúng ta có cặp kết từ hễ là, không chỉ mà còn, nhờ mà. A cao bá quát, viết chữ đẹp, nổi tiếng về tài văn thơ. Như vậy chúng ta có lựa chọn cặp từ. Đó là cao bá quát, không chỉ viết chữ đẹp mà còn nổi tiếng về tài văn thơ theo chương chính Đỗ Lê Chẩn. B phục hồi rừng ngập mặn, ở nhiều địa phương môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng. Như vậy, nhờ phục hồi rừng ngập mặn ở nhiều nên mà ở nhiều địa phương môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng. Như vậy chúng ta chọn kết từ nhờ mà. C có con bọ xích nào, chú cháu bé Trang lại bắt cho gà ăn, kẹo bọ xích cắn đau cay không thu. Như vậy chúng ta chọn kết từ hễ là. Hễ có con bọ xích nào là, chú cháu bé Trang lại bắt cho gà ăn, kẹo bọ xích cắn đau cay. Như vậy câu A chúng ta chọn từ không chỉ mà còn. Ở câu B nhờ mà. Câu C hễ là. Câu hai nhỏ viết một đoạn văn ngắn về các chiến sĩ công an trong bài đọc em đã học. Trong đoạn văn có ít nhất một câu sử dụng cặp kết từ chỉ ra cặp kết từ ấy. Ví dụ, các chú công an không chỉ có nhiệm vụ canh gác khi đêm đến mà còn thực hiện nhiều công việc khác nhau để đảm bảo trật tự xã hội. Các chú luôn làm việc hết mình không quản ngày đêm để phục vụ nhân dân. Em yêu các chú công an, lớn lên em ước mơ trở thành một chú công an mang cảnh phục xanh. Như vậy chúng ta viết một đoạn văn kể về các chiến sĩ công an. Trong đoạn văn có sử dụng cặp kết từ không chỉ mà còn. Tiếp theo bài viết 2, viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội. Ôn tập. Một nhỏ các em chọn một trong hai đề sau. Đề A đó là chúng ta viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc một số học sinh chạy qua đường khi đèn giao thông chưa bật tín hiệu màu xanh. B viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Gợi ý, ý kiến của em như thế nào, đồng tình hay là không đồng tình? Lý do đồng tình hay không đồng tình của em là gì? Em sẽ khẳng định là điều gì ở câu kết đoạn? Thì ở đây cô ví dụ lựa chọn đề B. Lựa chọn đề B đó là chúng ta viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Theo em, chúng ta nên cho học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vì những lợi ích mà nó mang lại. Đầu tiên, tình nguyện giúp kết nối bạn với những người khác. Việc dành thời gian đi tình nguyện sẽ giúp bạn có thêm nhiều người bạn mới, mở rộng mạng lưới và nâng cao kỹ năng xã hội của mình. Bên cạnh đó, đi tình nguyện sẽ tốt cho tinh thần và thể chất của bạn. Ngoài ra, tình nguyện mang lại niềm vui và sự viên mãn cho cuộc sống, vì ta đã lan tỏa tình yêu thương và giúp đỡ cho được những người, những cái hoàn cảnh khó khăn. Vì những điều tốt đẹp trên, em thấy chúng ta nên tích cực cho học sinh tham gia thiện nguyện. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là chúng ta chọn bình chọn những đoạn văn hay. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong, các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.